anh kia bị tai nạn đó. Bác sĩ chỉ nói là trường hợp xấu nhất thôi. Trời ơi, em phải làm thế nào bây giờ? Như chị đã nói với em rồi đấy, chị thuê em chủ yếu là để chăm sóc vợ chồng của chị. Mà sao em không bỏ Quách cái thằng Kiên đi, cứ nuôi thằng hâm hâm dở dở trong nhà làm gì? Em cũng muốn bỏ lắm đấy, nhưng mà em đang đợi tiền bảo hiểm cũng là tiền bồi thường của nó. Bây giờ Kiên ký cho Linh nhá, xong rồi Linh sẽ mua bánh ngọt cho Kiên ăn. Em đuổi cái thằng này ra khỏi cửa đó chị. Chị đừng có làm chuyện thất đức như thế ạ. Lừa tiền rồi lại lừa nhà của anh ý, bây giờ lại còn đuổi anh Kiên đi. Mày bây giờ dậy khoan tao đấy à? Bỏ tay xuống. Số lạ gọi thế này nhở? Alo? Cái gì? Anh kia bị tai nạn đó. Vâng, được rồi, tôi đến ngay. Em đừng lo lắng quá. Anh nghĩ là cậu ý sẽ mong cháu khỏe lại thôi. Em cũng mong như thế. Cảm ơn anh ngày nào cũng sang đây an ủi và giúp đỡ em. Không có anh chắc em không biết xoay sở thế nào mất. Có gì đâu, em đừng khách sáo quá. Dù gì thì anh với Kiên vừa là bạn thân, vừa là đồng nghiệp mà. Anh nghĩ anh nên có trách nhiệm với cậu ấy. Và cả em nữa. Em chỉ sợ anh vất vả thôi. Vất vả gì đâu, anh chỉ sợ Linh không cho anh cơ hội để chăm Linh thôi. Nước. Anh Kiên. Khát quá. Anh Kiên, anh tỉnh rồi à? Em đỡ anh. Nước của anh đây. Kiên, cậu thấy thế nào? Đau đầu quá. Mẹ ơi! Anh Kiên! Anh có nhớ em là ai không? Hả? Anh Kiên! Quay mất! Dập ơi! Người con quay mất đi! Mẹ ơi! Bác sĩ bảo chấn thương sau đây là có ảnh hưởng gì đến thần kinh của nó không? Bác sĩ chỉ nói là trường hợp xấu nhất thôi. Trời ơi! Em phải làm thế nào bây giờ? Thôi đừng lo, có anh ở đây rồi. Bay lên. Nào, ăn cháo đi. Nào, há mồm ra. Cái thằng kia. Mày có ăn không? Hả? Có ăn không? Khóc lóc cái gì? Khóc lóc cái gì? Ngồi yên, ngồi lên trên này. Ngồi lên trên này. Ngồi lên đi. Há mồm ra. Há cái mồm ra. Há mồm ra. Lâm. Sao bây giờ anh mới tới? Anh có biết từ nãy giờ em khổ sở với nó như thế nào không? Hôm nay phải tới công trình nên tới trễ. Nào, Kiên ngoan nhá. Lâm mang đồ chơi đến cho Kiên này, thích không? Thích. Được. Thế bây giờ Kiên phải ăn hết bát cháo này, xong rồi Lâm cho Kiên đồ chơi nhá. Biết. Kiểu anh đang ở đây. Sao đâu, thằng này nó điên biết cái gì. Thôi, mình đi vào trong phòng nhá. Ôi sân bay. Như chị đã nói với em rồi đấy, chị thuê em chủ yếu là để chăm sóc vợ chồng của chị. Còn các việc khác trong nhà thì em cũng không cần phải quan tâm đâu nhá. Dạ vâng ạ. Nếu mà em làm tốt thì chị sẽ thưởng thêm. Còn bây giờ thì để chị dẫn em vào xem chồng chị như thế nào nhá. Vâng ạ. Về đi chơi. Ôi, mày làm cái gì đấy à? Thỉnh thoảng thì anh ấy cũng hơi khiến người khác bực mình tí ấy mà. Thôi em ngồi đây với chồng chị nhá. Chị đi vào có việc một chút. Dạ vâng ạ. Thôi.
Anh đang chơi cái gì đấy? Cho tôi chơi với. Em. Hay thế. Ô tô này đi như này à? Ô tô này đi đâm vào người như này này đấy. Đâm vào người như thế à? Đâm vào người. Mà sao em không bỏ Quách cái thằng Kiên đi? Cứ nuôi thằng hâm hâm dở dở trong nhà làm gì? Em cũng muốn bỏ lắm đấy. Thế nhưng mà em đang đợi tiền bảo hiểm với cả tiền bồi thường của nó. Với cả căn nhà này là của nó, đuổi nó đi em sao được? Cũng đúng. Mà em có tiền không? Cho anh mượn đi. Mẹ anh đang xây nhà mà anh lại chưa ứng được tiền dự án. Mẹ anh xây nhà làm gì? Thì xây cho chúng mình. Sau này em xử xong vụ đằng Kiên, nhà xây xong, anh sẽ đưa em về ra mắt. Thế anh cần bao nhiêu? Khoảng 800 triệu. Cái gì? Nhiều như thế thì em làm gì có? Thôi mà, cố giúp anh đi. Dù gì sau này căn nhà đấy cũng là của chúng mình đúng không? Nhá. Thôi được rồi, để em tính đã. Kiên này, Kiên, Kiên ngoan. Bây giờ Kiên ký cho Linh nhá, xong rồi Linh sẽ mua bánh ngọt cho Kiên ăn. Kiên thích ăn bánh ngọt mà, đúng không? Bánh ngọt, bánh ngọt á? Bánh ngọt đâu? Bánh ngọt đâu? Ký xong một cái rồi sẽ mua bánh ngọt cho Kiên nhá. Đây đây đây, đây. Ký vào đây. Ký vào đây, ký vào đây. Xong. Bánh ngọt đâu? Bánh ngọt đâu? Cuối cùng cũng đến được ngày này. Bánh ngọt đâu? Bánh ngọt cái con khỉ, đi ra đằng kia. Nhanh. Mi đâu? Mi. Bánh ngọt đâu? Im mồm. Sao thế hả chị? Em đuổi cái thằng này ra khỏi cửa đó chị. Nhưng mà làm sao như thế được ạ? Anh kia là chồng của chị mà. Này, tôi bảo cô làm gì thì cô làm thế đi. Cô ý kiến ý có cái gì? Hay là cô thương, cô xót? Thương xót ấy thì mang về mà nuôi. Đó là đồ của nợ. Chị đừng có quá đáng như thế. Anh Kiên dù anh có bị điên thì vẫn là chồng của chị. Chị đừng có làm chuyện thất đức như thế ạ. Lừa tiền rồi lại lừa nhà của anh ý. Bây giờ lại còn đuổi anh Kiên đi. Này, mày đừng có láo nhá. Mày bây giờ dậy khôn tao đấy à? Bỏ tay xuống. Anh... Nếu như cô mà động vào mi, đừng trách tôi ác đấy. Anh tỉnh rồi đấy à? Đúng. Tôi không ngờ cái màn kịch lại hạ nhanh như thế đấy. Và cô đừng nghĩ rằng tôi không biết tất cả những gì cô đã làm sau lưng tôi. Thì sao? Anh biết rồi thì làm sao? Anh làm gì được tôi? Giấy tờ thì tôi đã cầm hết trong tay rồi. Anh làm gì được tôi? Hả? Cô ngây thơ thật đấy. Nếu như chỉ dựa vào tất cả giấy tờ đấy mà cô đã chiếm đoạt tất cả tài sản của tôi thì cô nhầm rồi. Nếu như cô thích, tôi cho cô thêm mấy tờ nữa nhé. Không thể nào. Không thể như thế được. Và nếu như cô đã muốn ký nhiều như thế, tôi cho cô tờ giấy này nữa này. Đọc đi. Giấy ly hôn. Anh định ly hôn với tôi á? Được thôi. Này,
Tôi quên không bảo với cô. Bây giờ cô gọi ngay thằng bồ cô đi. Tôi nghe đồn nó lấy hết tiền của cô, rồi nó đi chơi lô đề cờ bạc bóng bánh, đang nợ nần chồng chất rồi kìa. Này, còn đang bị giang hồ đuổi đánh nữa đấy. Gọi nhanh đi. Không, không thể nào. Tiền của tôi. Bây giờ thì cô tin rồi chứ? Hả? Không, không thể có chuyện như thế được. Còn bây giờ thì mời cô cút ra khỏi nhà tôi. Và tất cả tài sản của tôi ấy, tôi cho cô đúng 3 ngày để hoàn lại. Còn không thì mời cô lên phường. Anh Kiên, em biết mình sai rồi, em tha lỗi cho em nhé. Dù gì mình cũng là vợ chồng với nhau mà, đúng không? Vợ chồng á? Hai cái từ vợ chồng bây giờ cũng phụt ở mồm rồi cơ à? Không biết nhục à? Tôi không nhận nổi đâu. Em biết mình sai rồi, em sẽ không như thế nữa đâu. Mình là vợ chồng. Anh Kiên, nếu mà bây giờ anh đã khỏi bệnh rồi thì chắc là tôi cũng không cần phải ở đây nữa. Tôi xin phép đi thu dọn đồ đạc. Em đi thu dọn đồ đạc đi, rồi chuyển qua phòng anh luôn nhá. Là sao ạ? Hợp đồng giúp việc của em vẫn phải chăm sóc anh cơ mà. Anh đã hết bệnh đâu. Nhưng vừa nãy anh bảo với chị Linh. À, My này, thực ra anh muốn em chăm sóc anh cả đời đấy. Lại đây nào. Đồng ý làm vợ anh nhé.